Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Vợ mình nó lại làm cháy mất cái bình thủy rồi, cắm nhầm vào điện 220, điên quá đi mất. Bây giờ mình lại phải sửa thôi, nhưng mà may cái này là sửa nó cũng không khó lắm. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cách để sửa cái bình thủy hàng nội địa của Nhật mà cắm nhầm điện 220 nhé. Đầu tiên thì các bạn phải tháo bỏ cái nắp này ra để mình dễ làm. Sau đó thì úp ngược nó lên. Mình sẽ phải mở cái con ốc này để tháo cái nắp ra, cái mạch nó nằm phía dưới này. Bạn lấy một cái rẻ, xong đó thì úp cái mặt của cái bình thủy lên. Và tháo cái con ốc này ra thôi. Nó sẽ có một cái đây là cái bên trong của nó. Các bạn bỏ cái nắp nhựa ra. Trong cái nắp nhựa nó sẽ là cái mạch của nó. Đây, cái mạch của nó đây. Bạn nhìn sơ qua là nó có một vài cái linh kiện nó bị nổ à. Bị cắm quá dòng là nó nổ tan xác. Bây giờ mình sẽ phải tháo cái mạch này ra, xong rồi mình xử lý nhé. Muốn tháo được cái mạch thì các bạn phải rút các cái dây điện này ra. Nhưng mà các bạn lưu ý là phải khi mà rút các cái dây điện, rắc điện này ra phải nhớ cái vị trí của nó nhé. Nếu các bạn không nhớ được thì tốt nhất là chụp ảnh lại. Nó có hai cái dây điện để câu vào cái phần đây, nó câu vào cái phần kết nối dây điện này. Thì các bạn phải tháo mấy con ốc này ra. Tháo con ốc để tháo hai cái dây điện này, dây đen và dây vàng này ra. Tại vì dây đen, hai cái dây này nó ăn liền với cái mạch này. Đây, mình đã tháo được cái mạch nó ra rồi. Các bạn nhìn thấy là cái con linh kiện này nó bị nổ này. Con này là con tụ chống sét, chống quá dòng ấy. Khi mà có dòng điện nó vượt quá cái giới hạn của nó thì nó sẽ nổ, để nó bảo vệ cái mạch. Đây. Đấy, nổ nó vỡ. Còn một phát này khả năng là cũng chết rồi. Đấy, chân cháy hết rồi. Tí nữa mình sẽ đo xem là nó còn sống hay chết. Bây giờ các bạn chỉ cần mua một cái con chống sét mới về thay vào thôi. Nếu như mà cái con một phát này nó không chết, về thay con chống sét này vào là nó chạy luôn. Và các bạn quay ra phía mạch đằng sau ấy, kiểm tra xem là có cái đoạn nào nó bị đứt không, mạch nó bị đứt không? Nếu mà bị đứt mạch thì các bạn nối lại thôi, dùng cái dây đồng để nối lại thôi. Đây, mình vừa tháo cái con chống sét nó bị nổ ra đây. Đây là cái con chống sét này. Đấy là con bảo vệ cái mạch điện này. Còn đây, cái mạch ở phía sau thì nó có đứt mấy điểm. Đây, ví dụ như cái điểm này nó bị đứt. Các bạn nhìn kỹ cái phần mạch đồng ở phía dưới nó bị đứt. Sau đó thì các bạn dùng một cái dây đồng bạn nối lại thôi. Đây, mạch này bị đứt này.
mình đã nối hai cái điểm này với nhau này. Và một cái điểm này nữa. Điểm chỗ này với chỗ này. Đó. Mình cũng dùng cái dây đồng để nối hai cái điểm này với nhau. Nó đứt ngầm cái mạch in ở dưới nhá. Và cái điểm này nó đi nhàng nhịt qua, đâm ra là mình phải dùng một cái gọi là cái gen để cách điện, để nó không bị chạm vào các cái điểm khác ấy. Và mình đã mua cái con trục set mới. Đây. Con này thì ở ngoài các cửa hàng bán linh kiện nó đều bán thôi. Nó rất là rẻ. Chỉ có 2.000 đồng một cái con này. Mình mua 5 con về dùng dần. Các bạn lưu ý là khi mà mình ra cửa hàng linh kiện mình hỏi mua ấy, thì phải mua cái con chống sét cho cái điện điện áp 110 hoặc 120V nhé. Chứ đừng mua cái loại mà điện áp nó chịu đựng nó cao hơn thì nó không bảo vệ được cái mạch này. Tại vì cái mạch này là cho cái thiết bị điện của Nhật, nó chỉ dùng chạy điện 110 cho đến 100 cho đến 110 thôi. Cho nên là cái con chống sét này nó cũng phải cái điện áp chịu đựng của nó là nó cũng chỉ giới hạn như thế thôi. Nếu mà mua cái con mà nó chịu điện áp chịu đựng của nó cao hơn 110 thì nó cũng vứt đi. Bây giờ mình sẽ hàn vào cái mạch đó. Đây, mình sẽ hàn vào cái điểm này. Mình tháo cái điểm đấy ra, mình sẽ hàn vào đây. Cái con tụ trục xét này nó không phân cực, nên là các bạn không cần phân biệt cực âm với cực dương của nó, cứ hàn vào thôi. Bây giờ mình sẽ hàn vào cái điểm này. Đấy, hàn vào sau đầu thì test là xem nó có chạy không. Chắc chắn là nó chạy thôi, tại vì là nó chỉ nổ cái con trống xét thôi. Và nó đứt một vài cái mạch ở phía sau thì mình đã nối lại rồi. Và mình mua con trống xét mới. Thực ra như này nó vẫn chạy được. Chỉ cần các bạn nối cái mạch như này là nó chạy được thôi. Không cần con trống xét nữa. Nó vẫn chạy được. Nhưng mà vấn đề là lần sau mà các bạn lại cắm nhầm tiếp vào điện 220 một lần nữa ấy, thì coi như cái mạch này vứt đi luôn. Đấy, cho nên là phải làm cái con trống xét đây để nó bảo vệ cái mạch tiếp. Lần sau có cắm nhầm thì nó chỉ nổ cái con này thôi. Cái mạch nó vẫn còn nguyên. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn vào nhé. Đây, mình vừa hàn cái con trống xét vào đây rồi. Con mới đây. Cắt bỏ cái phần chân thừa đi. Đây. Bây giờ mình sẽ lắp vào thôi. Các bạn chú ý là mình tháo ra như nào thì mình lắp ngược lại như thế nhé. Xong rồi, bây giờ mình sẽ thử xem nó có chạy không nhé. Các bạn chú ý là cắm điện 100 nhé, đừng cắm 220 nữa.
Đây rồi các bạn. Đây đồng hồ lên rồi. À, có điện vào rồi. À, mình lấy cái đèn pin mình soi xem mà nước ở trong nó có đun không. Đấy các bạn thấy nó sủi rồi đấy. Rồi như vậy là xong rồi. Mình bán được không? Bây giờ mình rút kinh nghiệm. Nhưng cái nguồn điện 100 này mình cố định luôn chỗ, chế cho cái công tắc này. Lúc nào cần đun nước thì bật tắt công tắc này, không bị nhầm nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.